Sau 3 tuần diễn ra phiên xét xử vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan, giai đoạn 2, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tuyên án vào sáng 17 tháng 10 năm 2024. Nói lời sau cùng, trước khi hội đồng xét xử nghị án, hầu hết các bị cáo đều bày tỏ ân hận. Những ân hận muộn màng. Bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, vừa nói lời sau cùng vừa khóc, khẳng định sẽ ưu tiên khắc phục hậu quả cho hàng chục ngàn người đã đầu tư trái phiếu. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại phiên tòa cho biết, dù đã ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Lan, nhưng do tính chất nghiêm trọng của vụ án, Viện Kiểm sát vẫn đề xuất áp dụng mức án tù chung thân đối với bị cáo này. Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định, qua quá trình phân tích, đánh giá toàn diện diễn biến phiên xử, Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm luận tội đối với các bị cáo. Theo Viện Kiểm sát, quá trình điều tra cũng như diễn biến tại phiên tòa, các bị cáo đều khai nhận hành vi như cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã nêu. Vụ án mang tính tổ chức, trong đó bị cáo Lan là người đề ra chủ trương phát hành trái phiếu, chỉ đạo các đồng phạm thực hiện việc vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và rửa tiền. Nội dung vụ án thể hiện vào khoảng tháng 8 năm 2018. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB gặp khó khăn do bị các cơ quan quản lý nhà nước thanh tra và tình trạng nợ xấu kéo dài. Các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát gặp khó khăn trong việc xin cấp tín dụng. Để giải quyết vấn đề này, bà Trương Mỹ Lan đã tổ chức cuộc họp với các lãnh đạo chủ chốt của SCB, tập đoàn Vạn Thịnh Phát và công ty chứng khoán TVSI. Tại đây, họ thống nhất phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng, lẻ, bất hợp pháp, nhằm huy động tiền từ người dân để trả nợ ngân hàng và đầu tư cho các dự án khác. Theo đó, từ năm 2018 đến năm 2020, họ đã sử dụng 4 công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gồm An Đông, Quang Thuận, Cindy World và Cetra để phát hành 25 mã trái phiếu khống, không có tài sản bảo đảm với tổng giá trị hơn 30.869 tỷ đồng. Thủ đoạn được sử dụng là tạo dòng tiền khống để hợp thức hóa nhà đầu tư, sơ cấp từ 8 công ty khác trong tập đoàn. Sau đó phát hành trái phiếu riêng lẻ cho hàng chục ngàn người dân, huy động tiền vào nhiều mục đích khác nhau. Nhiều bị cáo tích cực hợp tác. Về trách nhiệm dân sự, từ việc xác định bị cáo Lan có vai trò cao nhất trong vụ án, đại diện cơ quan thực hành quyền công tố đề nghị hội đồng xét xử buộc bị cáo Lan bồi thường với tổng số tiền hơn 30.000 tỷ đồng. Viện Kiểm sát ghi nhận mong muốn khắc phục hậu quả vụ án của bị cáo Lan. Song đây là phương án chưa thực tế nên cần có kết quả rõ ràng để có thể ghi nhận một cách đầy đủ hơn. Để đảm bảo nghĩa vụ bồi thường của bị cáo Lan, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên giữ nguyên sự tự nguyện khắc phục hậu quả vụ án, tịch thu hơn 1.749 tỷ đồng. Mà các bị cáo khác trong vụ án đã tự nguyện nộp khắc phục để khấu trừ nghĩa vụ bồi thường của bị cáo Lan. Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát đề nghị tịch thu tài sản, đồ vật đối với các bị cáo liên quan đến hành vi phạm tội, hoàn trả tài sản cho những người không liên quan đến hành vi phạm tội, tiếp tục kê biên, phong tỏa bất động sản, tài khoản, cổ phần, cổ phiếu của bị cáo Trương Mỹ Lan, gỡ bỏ biện pháp kê biên, phong tỏa cổ phần, tài khoản bất động sản đối với các bị cáo không phải chịu nghĩa vụ bồi thường trong vụ án. Cũng theo Viện Kiểm sát, các phụ lục thống kê tài sản kèm theo kết luận điều tra số 13 ngày 29 tháng 5 năm 2024 của Bộ Công an được xác định là các quan hệ dân sự. Đối với các quan hệ dân sự còn lại này, đại diện cơ quan thực hành quyền công tố đề nghị hội đồng xét xử giải quyết theo quy định của pháp luật sao cho bảo đảm nghĩa vụ thi hành án của các bị cáo.
Viện Kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét sử dụng toàn bộ số tiền, tài sản thu hồi từ vụ án cùng với số tiền đã thu hồi được trong bản án sơ thẩm giai đoạn 1 để khắc phục hậu quả cho các bị hại. Đại diện Viện Kiểm sát nhận định các bị cáo đã phạm tội có tổ chức, thực hiện hành vi nhiều lần và sử dụng những thủ đoạn tinh vi. Đây là các yếu tố tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với họ. Tuy nhiên, sau chuỗi các tình tiết vụ án cho thấy ngoài bị cáo Lan, các bị cáo còn lại đều phạm tội với vai trò đồng phạm. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị xem xét trách nhiệm về hành vi cũng như phân hóa vai trò, tính chất và mức độ phạm tội của từng bị cáo. Đặc biệt, xem xét thêm tình tiết giảm nhẹ đối với những bị cáo đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Điển hình, bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bị cáo Lan, được đánh giá là người đã tích cực hợp tác với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra và xét xử, thể hiện thái độ thiện chí, nỗ lực khắc phục hậu quả vụ án. Theo Viện Kiểm sát, bị cáo Cơ đã khắc phục hoàn toàn thiệt hại do hành vi rửa tiền của mình gây ra hơn 33 tỷ đồng. Đại diện Viện Kiểm sát cho biết, trong quá trình diễn ra phiên xử, các bị cáo Phan Chí Luân, cựu nhân viên tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Trần Thị Thúy Ái, cựu kiểm soát viên ngân quỹ SCB và Trần Thị Kim Lài, cựu kế toán công ty An Đông, đã chủ động nộp khắc phục hậu quả vụ án với số tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Dù đây là số tiền nhỏ, không đáng kể so với hậu quả nghiêm trọng của vụ án, nhưng so với hoàn cảnh khó khăn về kinh tế của các bị cáo này, Viện Kiểm sát nhận thấy hành động này thể hiện tinh thần khắc phục hậu quả của các bị cáo. Từ đó, đề xuất giảm thêm 1 năm tù so với mức đề nghị trước đó cho mỗi bị cáo. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 8-9 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và 12-13 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hợp hình phạt bị đề nghị là tù chung thân